không hẹn mà trùng gian mỹ nhân hoa ngữ cùng lộ di chứng trùng tu nhan sắc cảnh điêm chẳng còn là đóa hoa phú quý dương mịch xuống sắc khiến loạt phim mới cũng flop theo cúc tịnh y lộ góc nghiêng bất ổn chẳng hiểu vì lý do gì mà trong vài tháng gần đây người hâm mộ cái đẹp hoa ngữ lại thường xuyên phải đối mặt với cảnh gian mỹ nhân hoa ngữ dần thay đổi dung mạo để lộ nhiều vết tích kém hài hòa trên khuôn mặt Điều này khiến nhiều khán giả cho rằng những người đẹp ấy đang phải đối mặt với di chứng từ việc trùng tu nhan sắc. Trương Vũ Kỳ. Trương Vũ Kỳ vốn xuất thân là người mẫu quảng cáo, nhờ lọt vào mắt xanh của Châu Tinh Trì mà được làm nữ chính của trường giang số 7 và nổi đình đám đó. Xinh đẹp, diễn giỏi lại tri ân báo đáp, nhưng Trương Vũ Kỳ vẫn chẳng thể làm Châu Tinh Trì vừa ý hoàn toàn bởi cô đam mê trùng tu. Thời quay phim của Vua Hài, Trương Vũ Kỳ đã khiến đoàn phim phải quay lại nhiều cảnh vì chỉnh mắt một mí thành hai mí. Sau khi có tuổi, Trương Vũ Kỳ ngày càng xa đà nhiều hơn vào con đường tút tát nhan sắc để níu giữ tuổi thanh xuân. Kết quả là trẻ hơn chẳng thấy, chỉ biết cô ngày càng dừ. Như trong bộ phim Mặc Vũ Vân Gian, Trương Vũ Kỳ đã khiến nhiều khán giả ngạc nhiên khi để lộ gương mặt căng bóng trên mức bình thường, biểu cảm thiếu tự nhiên, 37 mà trông như 47 vậy. Cảnh điềm, Nhan sắc của cảnh điềm đỉnh chóp thế nào, nếu nói bằng lời thôi thì chắc chẳng ai có thể mường tượng được đâu. Mọi người cứ nhìn khoảnh khắc cô đứng cạnh Trương Bá Chi mà chẳng hề lép vế là hiểu ngay bởi thế mà người ta mới ca tụng cảnh điểm là đóa hoa phú quý trốn nhân gian từng được coi là kỳ phùng địch thủ về mặt nhan sắc của lưu diệc phi rõ ràng gương mặt đã hoàn mỹ lắm rồi vậy mà cảnh điểm chẳng hài lòng với bản thân bắt chước người ta đi sửa mắt một mí thành hai mí kết quả là cô nàng phải khóc hết nước mắt vì nhan sắc bị hao hụt ít nhiều đôi mắt chẳng còn cuốn hút như ngày xưa trong những bức ảnh mới nhất của cảnh điểm ở phim trường cô khiến fan lo lắng vì cửa sổ tâm hồn sưng vù và dáng vẻ tiêu tụy dương mịch nếu đặt ảnh Dương Mịch của bây giờ bên cạnh 57 tuổi, chắc hẳn mọi người sẽ dễ dàng thấy cô đã thay đổi nhiều thế nào nhỉ. Chỉ riêng khuôn mặt từ chữ điền sang thon gọn là đủ để người ta đặt nghi vấn về việc trùng tu rồi. Thế nhưng, Dương Mịch luôn phủ nhận và tuyên bố mặt đẹp như bây giờ là nhờ nhổ răng khôn. Khi cap nhĩ tân 1944 được ra mắt khán giả, nhan sắc thật không filter của Dương Mịch đã trở thành đề tài tranh luận của rất nhiều cư dân mạng. Bởi người ta phát hiện ra cô có dấu hiệu xuống sắc rất rõ ràng, nhất là phần miệng ngày càng móm bởi thế mà người ta tin rằng cô đang chịu di chứng từ việc trùng tu năm xưa. Cũng vì nhan sắc Dương Mịch tụt sốc quá nhanh mà hai bộ phim Cáp Nhĩ Tân 1944 cùng Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương cũng chịu ảnh hưởng theo đó. Cúc Tịnh Y Cùng với Dương Mịch, Cúc Tịnh Y cũng là sao nữ thường xuyên dính phải những tin đồn liên quan đến việc tút tát nhan sắc, bởi chẳng ai tin được một cô gái có dung mạo bình thường lại tự nhiên trở thành mỹ nữ 4.000 năm cả. Tuy nhiên, Cúc Tịnh Y luôn khẳng định là cô đẹp tự nhiên, đẹp nhờ thừa hưởng nhan sắc từ mẹ. Tuy nhiên, thời gian gần đây, nhan sắc thật của cúc tịnh y lại khiến người ta xôn xao thêm lần nữa khi xuất hiện trên sân khấu của đài truyền hình thay vì chú tâm đến màn biểu diễn của người đẹp hoa gian lệnh người ta chỉ chăm chăm soi ngũ quan của cô chẳng hiểu sao mà khuôn mặt cúc tịnh y trông thiếu cân đối hẳn phần má cũng hóp lại rõ ràng chẳng còn cuốn hút được như hồi đầu năm và sự biến đổi này càng khiến người ta tin rằng cúc tịnh y đang phải đối mặt với di chứng của trùng tu